Khi cả Cbiz đều nhận định hết thời vì ba phim flop trong một tháng, Dương Mịch lại khiến người ta nghẹn lời khi để lộ khối tài sản 20.000 tỷ, mua biệt thự trong nội thành Bắc Kinh để bố mẹ chồng rau. Ừ. Giàu là thế bảo sao chị không thèm cải thiện diễn xuất? Không cần quản những cái trên mạng, cái Thời gian này, Dương Mịch là cái tên bị nhiều người pressing nhất vì dính cả chuỗi liên hoàn flop chỉ trong một tháng. Ba tác phẩm ra mắt trong năm 2024 của cô là Cáp Nhĩ Tân 1944, Không có chuyện gì là một nồi lẩu không giải quyết được, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đều kết thúc lặng lẽ âm thầm. Nhất là khi Ngô Cẩn Ngôn hot lại với Mạc Vũ Vân Gian, Lưu Diệc Phi gây bão mạng với câu chuyện Hoa Hồng, thì thất bại của Dương Mịch lại càng ê chề hơn. Vì chuyện này mà nhiều người cho rằng cô đã hết thời. Tuy nhiên, nếu nhìn vào khối tài sản gần 16.000 tỷ, mọi người sẽ phải quay xe đó. Dù ba bộ phim ra mắt trong nửa đầu năm 2024 flop thật, nhưng điều đó chỉ ảnh hưởng đôi chút đến hình tượng của Dương Mịch thôi, chứ chẳng thể khiến thù lao trên trời của cô nàng giảm sút. Bởi dù phim thành công hay thất bại thì thù lao cũng đã vào túi Dương Mịch rồi. Đã thế, các nhãn hàng vẫn tích cực mời Dương Mịch quảng cáo, thậm chí còn nâng cấp cô lên thành đại diện quốc tế nữa cơ. Theo cánh phóng viên Hồng Kông thống kê, thời điểm ly hôn Lưu Khải Uy vào năm 2018, Dương Mịch đã nắm trong tay khối tài sản lên đến 16.000 tỷ đồng rồi. Và sau 6 năm, con số này chỉ có tăng chứ không hề giảm. Nhiều chuyên gia ước tính hiện tại trong tay người đẹp hồ yêu tiểu hồng nương có không dưới 20.000 tỷ đồng, bao gồm bất động sản trải rộng khắp đại lục và hồng kông, cổ phần của các công ty điện ảnh và đầu tư lớn. Theo cánh phóng viên hé lộ, Dương Mịch giàu đến mức không thích mua căn hộ bình thường mà mê sắm biệt thự hơn. Ở trung tâm Bắc Kinh, cô còn mua hẳn một căn biệt thự rộng cho bố mẹ, có sân vườn lớn để họ trồng hoa và trồng rau, tận hưởng thú vui điển viên. Hai đầu năm 2024, giữa lúc Dương Mịch lo vì phim mới flop, bố mẹ cô lại bị người ta bắt gặp đi mua biệt thự mới chừng ấy thôi cũng đủ để thấy tiềm lực tài chính của Dương Mịch khủng đến nhường nào, vài bộ phim flop cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô. giàu có là thế. bảo sao khi có người hỏi về việc mua nhà cho bố mẹ có cần hỏi ý kiến chồng hay không, Dương Mịch đã thẳng thắn tuyên bố, không cần hỏi, tự tôi mua cũng được. hay cô nàng còn từng gây choáng khi có phát ngôn cực kỳ bá đạo, nếu bạn trai thích tôi vì tôi giàu có, tôi sẽ cảm thấy rất vui, bởi vì tôi có tiền thật đó cũng là lý do người đẹp này chẳng thèm nương tựa đại gia cũng từ chối lời cầu hôn của chàng thiếu gia nhà giàu ngụy đại huân chọn sống độc thân cho thoải mái dầu nứt đố đổ, đổ vách như thế bảo sao dương mịch sao nhãng việc cho rồi diễn xuất chi tiền khủng mời giáo viên về dạy một kè một cho vui chứ chẳng nghiêm túc học hành và dù diễn xuất ý ẹ đến mức ai nấy đều phải kêu trời nhưng tài nguyên phim ảnh ngon nghẻ của dương mịch chưa từng giảm đâu bằng chứng là thời gian này cô lại gia nhập đoàn phim mới là sinh vạn vật hợp tác với đạo diễn lưu gia thành người làm nên thành công cho bản lĩnh kỳ hiểu lam Nhìn vào tình cảnh hiện tại của Dương Mịch, chắc fan người đẹp này sẽ an tâm phần nào đó, bởi với địa vị và tài sản khủng mà nữ diễn viên đang nắm trong tay, phim có flop hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dương Mịch vẫn được các nhà sản xuất phim ưu ái, các nhãn hàng quốc tế săn đón nhiệt tình, nguyện chi hàng chục tỷ, thậm chí là cả trăm tỷ để được hợp tác cùng cô. Bảo sao Dương Mịch tự tin khuyên fan không cần để ý đến mấy lời bình luận trên mạng làm gì.